Thanh Liên Chi Đỉnh chương 4105, đánh cược. Thất Hồng Động Thiên bên ngoài, Thiên Minh Điện, Phú Sâm ngồi ở chủ vị bên trên, Tào Minh Kính bốn người phân ngồi tại hai bên, đang nói cái gì? Phú đạo hữu, nghe nói ngươi cùng vài vị đạo hữu tiến nhập Tiên Vẫn Cốc tầm bảo, thu hoạch không nhỏ đi. Tào Minh Kính cười mỉm nói, Tào đạo hữu đối Phú Mổ Động Tĩnh hiểu rất rõ mà. Chẳng nhẽ ngươi cũng đi? Phú Sâm ý vị thâm trường nói, lão phu một vị hảo hữu đi ngang qua, đụng phải các ngươi, đề cập với ta lên này sự. Tào Minh Kính giải thích nói, Phú Sâm bán tín bán nghi, nói ra, Tiên Vẫn Cốc cấm chế nhiều lắm, còn có thái ất kim tiên kỳ hỗn độn thú, thu hoạch của chúng ta không lớn, tổn thất mấy món tiên khí, thu hoạch không lớn. Tào Minh Kính cười cười, Tiên Vẫn Cốc là thái cổ chiến trường, đồ tốt xác thực không ít, bất quá nào có dễ dàng như vậy lấy tới đồ tốt, nếu như tiến nhập Tiên Vẫn Cốc liền có thể lấy được trọng bảo, ai còn tốn hao thời gian tu luyện. Lưu Hỏa Tiên Tử nói, ta nghe nói Phú đạo hữu lấy được một cái còn không có thành hình hồng môn linh bảo, luyện vào bản mệnh tiên khí, uy lực khẳng định lớn hơn. Dương Quân Hữu vẻ mặt hâm mộ, Dương đạo hữu đang nói đùa chứ. Hồng môn linh bảo thành hình phía trước đều không thể mang đi, cưỡng ép mang đi tự báo hỏng, thành hình đằng sau mới có thể mang đi, mỗi khi hồng môn linh bảo hiện thế đều muốn chờ nó thành hình mới có thể mang đi, bằng không thì tin tức còn không có truyền ra, hồng môn linh bảo tự bị người đoạt đi. Phú Sâm nói, nói thì nói như thế, bất quá ta cũng không có gặp qua hồng mông linh bảo, ai biết Phú đạo hữu nói thật hay giả. Tào Minh Kính cười ha hả nói, Tào đạo hữu không tin, ta cũng không có biện pháp, quả thật như các ngươi nói, ta bản mệnh tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo, thái ất kim tiên kỳ hỗn độn thú đột kích, bọn chúng tự không có dễ dàng như vậy toàn thân trở lui. Phú Sâm nói, ngữ khí của hắn nhất chuyển, nói ra, lần trước mở ra thất hồng động thiên, cửu nguyên cung sống sót kim tiên tu sĩ nhiều nhất, lần này không biết là ai chiến thắng. Chúng ta đánh cược như thế nào? Tay phải hắn một phen, một quả kim sắc hộp xuất hiện trên tay, hộp hiện ra một trận yếu ớt bảo quang, có chút bất phàm. Đây là kim ngẫu tiên quả hộp. Lưu Hỏa Tiên Tử kinh ngạc nói, Phú đạo hữu lấy được kim ngẫu tiên quả, tu luyện thành đỉnh phong chân linh rồi. Tào Minh Kính kinh ngạc nói. Phú Sâm lắc đầu nói ra, ta ngược lại thật ra hy vọng, không có cái kia phúc phận, chỉ là lấy được một cái hộp mà thôi, ta cầm hộp làm tiền đặt cược. Các ngươi lấy ra tiền đặt cược cũng không thể kém quá nhiều. Lưu Hỏa Tiên Tử bốn người một phen tư lượng, nhao nhao xuất ra đồ vật làm tiền đặt cược. Thất Hồng Động Thiên, một mảnh liên miên chập trùng xanh biếc sơn mạch, mặt đất nâng lên nhất cái đống đất, Vương Anh Kiệt từ lòng đất chui ra, thần sắc sợ hãi, bên ngoài thân máu me đầm đìa, khí tức uể oải, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, xuất hiện một cái to dài khe hở nhanh chóng lan tràn, khe hở càng lúc càng lớn, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ lòng đất chui ra ngoài. Ầm ầm tiếng vang, mặt đất nổ bể ra đến, một đầu ngoại hình cực giống tê giác ngũ sắc hỗn độn thú từ lòng đất chui ra. Vương Anh Kiệt bên ngoài thân thanh quang đại phóng, biến mất khỏi chỗ cũ. Rộng lớn trong rừng rậm, một gốc đại thụ che trời sáng lên một đạo thanh quang, Vương Anh Kiệt vừa hiện mà xuất, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, ngũ hành độn thiên quyết vẫn là rất không tệ, bằng không thì hắn sớm mất mạng, này hạ hẳn là bỏ rơi đi. Vương Anh Kiệt tự nhủ, từ khi cùng Vương Thanh Sơn cùng Vương Nhất Đao sau khi tách ra, hắn không phải gặp được kim tiên kỳ biến dị ngũ sắc hỗn độn thú, chính là gặp được lục sắc hỗn độn thú, không ngừng chạy trốn. Một tiếng quái dị chí cực tê minh thanh vang lên, đại lượng cây cối chặn ngang bẻ gãy, một đầu ngoại hình cực giống con dơi lục sắc hỗn độn thú đánh tới. Vương Anh Kiệt khóe miệng co giật một cái, vận khí của hắn cũng quá củ chuối đi đi. Thật vất vả vứt bỏ biến dị ngũ sắc hỗn độn thú, lại đụng phải lục sắc hỗn độn thú, người nếu như xui xẻo, uống nước đều tê răng. Vương Anh Kiệt pháp quyết vừa bấm, một đạo chói mắt ngũ sắc vòng sáng bao phủ mà xuất, chạm đến lục sắc hỗn độn thú, lục sắc hỗn độn thú bị định trụ, hắn bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, trốn vào lòng đất, tại một đoàn hoàng quang bọc vào, Vương Anh Kiệt nhanh chóng đi về phía trước, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, một cổ to lớn áp lực từ bốn phương tám hướng đánh tới, Vương Anh Kiệt chỉ có thể hạ xuống vạn trượng, lúc này mới dễ chịu một chút, hắn lấy ra một khỏa lam sắc dược hoàng, dùng mà xuống, sắc mặt tái nhợt xuất hiện một vòng hồng nhuận, một lát sau trước mặt rộng mở trong sáng, hắn xuất hiện tại nhất cái cự đại trong động quật, thân thể chìm xuống, rơi xuống tại nhất cái trong ao. Nước ao màu bạc trắng, có một gốc ngũ sắc liên hoa có 5 viên nhan sắc khác nhau hạt châu, chiếu lấp lánh. Đây là nơi nào? Vương Anh Kiệt hơi sững sờ. Hắn phát hiện tự mình ở vào nhất cái phong bế trong động quật, thạch bích gập ghềnh, từng sợi xích sắc khí thể cùng từng sợi lam sắc khí thể hướng về 5 viên hạt châu hội tụ, hắn xuất hiện ở chỗ này. Xích sắc khí thể cùng lam sắc khí thể nhau nhau hướng hắn vọt tới, tràn vào trong cơ thể của hắn. Vương Anh Kiệt cảm giác hai cổ cường đại năng lượng xông vào thể nội, bốn phía tán loạn,
kinh mạch của hắn đều bị xông đoạn mất, hắn cảm giác tự mình như rơi hỏa sơn, thân thể khô nóng khó nhịn, làn da đều biến thành xích hồng sắc, toàn bộ người cảm giác phải bị hỏa thiêu, không có qua bao lâu, nóng bỏng cảm tiêu thất, thay vào đó cực hàn, thân thể của hắn co lại thành một đoàn, thân thể treo lên lạnh run, làn da từ xích hồng biến thành bạch sắc, bên ngoài thân xuất hiện một chút băng sương, như rớt vào hầm băng, toàn bộ người tự hồ phải bị đóng băng đứng lên. Hắn muốn ngăn cản này hai cổ năng lượng tràn vào thể nội, nhưng hắn phát hiện làm không được, càng ngày càng nhiều khí thể tràn vào trong cơ thể của hắn, thân thể của hắn chậm rãi bành trướng, như cùng một cái to lớn da cầu bình thường, hắn phát ra từng đợt cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết, nếu không phải hắn là đỉnh cấp chân linh, dục thân cường đại, thân thể đã bạo liệt, hắn bên ngoài thân nổi gân xanh, làn da vỡ ra đến, không ngừng chảy máu, toàn bộ người biến thành một cái huyết nhân, nhuộm đỏ ao nước, dựa theo cái này phát triển xu thế, hắn bị cho ăn bể bụng sớm muộn. Vương Anh Kiệt ánh mắt quét qua, nhìn thấy kia năm viên chiếu lấp lánh viên châu, kia năm viên châu có thể hấp thu hai loại khí thể, hắn không có lựa chọn nào khác đào ra năm viên châu, nhét vào trong miệng. Theo lý mà nói, năm viên châu hẳn là hạt sen, thế nhưng là hắn căn bản không cắn nổi, tựa như là một loại nào đó vật liệu luyện khí, hắn chỉ có thể nuốt vào, hy vọng có thể mượn nhờ năm viên hạt châu hấp thu tràn vào trong thân thể hai cổ năng lượng. Vương Anh Kiệt phán đoán không sai, năm viên hạt châu có thể hấp thu này hai cổ năng lượng, thân thể của hắn chậm rãi khô quắc xuống tới, bất quá rất nhanh hắn lần nữa cảm giác khô nóng khó nhịn, như rơi hỏa sơn, này còn chưa xong, một cổ khoan tim thống khổ từ các vị trí cơ thể truyền đến, như cùng có người dùng đao cùng tử đem hắn thiên đao vạn quả đồng dạng. Vương Anh Kiệt cắn chặt răng, thân thể lung la lung lay, ngã xuống trong ao. Năm viên hạt châu ẩn chứa năm loại thuộc tính khác nhau năng lượng, so hai cổ khí thể càng thêm cuồng bạo, Vương Anh Kiệt máu me đầm đìa, ngơ ngơ ngác ngác bên trong, hắn vội vàng vận chuyển dung khiếu quyết, hy vọng mượn nhờ này nhất bí thuật, có thể đem năm cổ năng lượng dung hợp một chỗ. Vương Anh Kiệt đầu choáng choáng trầm trầm, toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, cảm giác thân thể muốn rời ra từng mảnh, ý thức cũng biến thành mơ hồ, trong lúc mơ mơ màng màng, chuyện cũ tại trong đầu của hắn hiển hiện. Anh Kiệt, gia tộc chúng ta tựu không có xuất hiện qua ngũ linh căn kết đan tu sĩ, ngươi vẫn là từ bỏ đi, cưới vài phòng thê thiếp, khai chi tán diệp, đem hy vọng đặt ở hậu nhân trên thân, có gì không tốt, nhất định phải bốn phía tìm kiếm tài nguyên, ngươi cố gắng lâu như vậy, kết quả còn không có cà lơ phất phơ anh đường tu luyện nhanh, đúng vậy a. Anh Kiệt, ngươi là con trai độc nhất, ngươi nếu như không cưới vợ sinh con, ngươi này nhất phòng tựu chặt đứt hương hỏa, tộc nội ngũ linh căn tộc nhân không ít. Cái nào không phải sớm lấy vợ sinh con, khai chi tán diệp, có người nào ngũ linh căn tộc nhân tu luyện tới kết đan? Trúc cơ cũng khó khăn, ta nói thật, ngũ linh căn là kém nhất tư chất, ngươi làm gì lãng phí thời gian đâu, dày vò lâu như vậy, ngươi vẫn là luyện khí ba tầng, cần gì phải dày vò tự mình, kiều thê mỹ thiếp không tốt a. Làm người phải tự biết mình, nhận mệnh không phải chuyện gì xấu, trưởng bối nhao nhao mở lời khuyên nhủ, người khác không được, không có nghĩa là ta không được, Tôn Nhi muốn thử một chút. Mệnh ta do ta không do trời, mệnh ta do ta không do trời, mệnh ta do ta không do trời, mệnh ta do ta không do trời. Vương Anh Kiệt tự lẩm bẩm, một cổ cường đại cầu sinh dục trong đầu dâng lên, ý thức của hắn chậm rãi khôi phục thanh tĩnh. Ta không nghĩ nhận mệnh, Vương Anh Kiệt lẩm bẩm, ánh mắt kiên định. Hắn phát hiện ao nước đã bị nhuộm thành huyết hồng sắc, tự mình ngâm tại huyết thủy bên trong. Hắn toàn thân các nơi đều truyền đến từng đợt khoan tim thống khổ, hắn cắn chặt răng, vận chuyển dung khiếu quyết, hắn vùng đan điền. Năm viên nhan sắc khác nhau hạt châu vòng quanh nhất cái mini nguyên anh xoay nhanh không ngừng, năm loại thuộc tính khác nhau năng lượng hướng về mini nguyên anh hội tụ, mini nguyên anh linh quang đại phóng, một cổ huyền ảo lực lượng tùy theo xuất hiện, năm loại năng lượng hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Thời gian từng giờ trôi qua, cảm giác đau chậm rãi tiêu thất, Vương Anh Kiệt trạng thái chậm rãi biến tốt, hắn xếp bằng ở trong ao, vận chuyển dung khiếu quyết, để thể nội năm loại năng lượng dung hợp một chỗ. Hơn nửa tháng thời gian trôi qua, Vương Anh Kiệt mở hai mắt ra, thở dài một ngụm trọc khí, cái mũi của hắn nhẹ ngửi mấy lần, ngửi được một cổ để người ngửi chỉ muốn ói hôi thối. Hắn cúi đầu một nhìn, cảm giác thân thể sền sệt, bên ngoài thân có một tầng vật chất màu đen, tản mát ra một trận hôi thối. Vương Anh Kiệt cởi quần áo tại trong ao tắm rửa, đổi một thân quần áo mới. Thân thể của ta, Vương Anh Kiệt phát hiện không hợp lý, hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, so trước đó cường đại rất nhiều lần, cảnh giới của hắn vẫn là kim tiên sơ kỳ. Nhưng là nhục thân lại lấy được tăng lên rất nhiều, khó nói là kia hai cổ năng lượng cải tạo nhục thể của hắn. Hắn nghĩ tới cái gì, tay phải hướng về phía sau lưng chụp tới, không có phát hiện bất luận cái gì vết thương. Hắn ngây ngẩn cả người, thương thế của hắn triệt để khỏi hẳn, một đạo vết máu đều không có để lại,
đây cũng quá kỳ quái. Vương Anh Kiệt há mồm phun ra 5 viên nhan sắc khác nhau viên châu, vòng quanh hắn xoay nhanh không ngừng. Ta bản mệnh tiên khí đâu? Vương Anh Kiệt ngẩn người, nội thị đang điền, không có gì phát hiện. Tâm niệm của hắn khẽ động, 5 viên châu vòng quanh hắn xoay nhanh không ngừng. Đây là ta bản mệnh tiên khí. Đây không phải kia 5 viên hạt châu a? Vương Anh Kiệt vẻ mặt nghi hoặc, hắn không chịu nổi kia hai cổ cực nhiệt cực hàn khí thể, phát hiện 5 viên hạt châu có thể hấp thu hai loại khí thể, liền đem 5 viên hạt châu ăn hết. Kết quả 5 viên hạt châu ẩn chứa 5 loại bất đồng thuộc tính năng lượng, kém chút căng nứt thân thể của hắn, tiếp đó vận chuyển dung khiếu quyết, đem 5 loại năng lượng dung hợp, lúc này mới giữ được tính mạng. Hắn sau khi tỉnh lại, bản mệnh tiên khí tự biến thành 5 viên hạt châu, nghiêm chỉnh mà nói, là dung nhập 5 viên hạt châu bên trong, cái này cũng chưa tính, hắn phát hiện nhục thân của mình lấy được cực lớn tăng cường. Vương Anh Kiệt tự hồ phát giác được cái gì, tay phải vung lên, một đạo dày đặc ngũ sắc quang mạc vừa hiện mà xuất. Đem hắn toàn thân bảo vệ, đây cũng không phải là hắn thi triển thần thông, ngũ hành nguyên cương tráo. Hậu thiên linh thể, Vương Anh Kiệt tự nhủ, hắn tu luyện thành chân linh, đây là một loại sinh mệnh tiến hóa, dưới cơ duyên xảo hợp, tu luyện thành hậu thiên linh thể, đây là một loại tư chất cả hai cũng không xung đột. Ngũ hành nguyên cương tráo là một môn phòng ngự thần thông, khắc chế ngũ hành công kích, không nghĩ tới hắn nhân họa đắc phúc, ngoài ý muốn tu luyện thành hậu thiên linh thể, nhục thân cũng nhận được đề cao mạnh. Vương Anh Kiệt nhìn về phía gốc kia liên hoa, phát hiện nó đã chết héo, hắn cẩn thận kiểm tra một chút thân thể, không có phát hiện bất kỳ khó chịu nào, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Hắn tại trong động cuộc dạo qua một vòng không có gì phát hiện, hắn thu hồi ao nước, bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, chui vào thạch bích bên trong. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Vương Anh Kiệt trở về mặt đất, hắn xuất hiện tại một mảnh rộng lớn vô biên bình nguyên lên. Vương Anh Kiệt lông mày nhíu lại. Một đầu ngoại hình cực giống mảnh hổ ngũ sắc hỗn độn thú xuất hiện ở phía xa trên một sườn núi, trống, ngũ sắc hỗn độn thú phát ra một tiếng vang dội tiếng gầm gừ, nhào về phía Vương Anh Kiệt, kim tiên sơ kỳ ngũ sắc hỗn độn thú, vừa vặn bắt ngươi luyện tay một chút, Vương Anh Kiệt nói, hắn pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân tách ra một đạo ngũ sắc vòng sáng, lướt qua ngũ sắc hỗn độn thú thân thể, ngũ sắc hỗn độn thú bị định trụ, tay phải của hắn nắm thành quyền hình, đấm ra một quyền, đánh tới hướng ngũ sắc hỗn độn thú đầu. Một tiếng vang trầm, ngũ sắc hỗn độn thú bay rớt ra ngoài, vỡ đầu chảy máu, đập ầm ầm tại mặt đất, không còn khí tức. Vương Anh Kiệt ngây ngẩn cả người, hắn không có nắm giữ lực chi pháp tắc, đỉnh cấp chân linh một quyền không có khả năng diệt sát kim tiên kỳ ngũ sắc hỗn độn thú, trừ phi là đỉnh phong chân linh. Ta tu luyện thành đỉnh phong chân linh rồi, Vương Anh Kiệt tự nhủ, thần tình kích động, hắn chỉ biết mình nhục thân lấy được rất lớn tăng cường, nhưng không nghĩ tới, tự mình thế mà tu luyện thành đỉnh phong chân linh. Hắn ngoài ý muốn tu luyện thành hậu thiên ngũ hành linh thể là kia 5 viên hạt châu, vậy tu luyện thành đỉnh phong chân linh là nguyên nhân gì đâu? Phổ thông chân linh, đỉnh cấp chân linh cùng đỉnh phong chân linh ở giữa chênh lệch rất lớn, mỗi tấn nhất giai đều là sinh mệnh nhất lần tiến hóa, cái này cần năng lượng khổng lồ. Mọi người đều biết, tu luyện thành hậu thiên linh thể, hoặc là luyện hóa thiên tài địa bảo, hoặc là luyện hóa tiên khí, kia 5 viên hạt châu hiển nhiên là thiên tài địa bảo, nói như vậy. Để Vương Anh Kiệt tu luyện thành đỉnh phong chân linh năng lượng là kia hai cổ cực nhiệt cực hàn khí thể, hắn cũng không hiểu rõ đó là vật gì, muốn lật xem cổ tịch mới biết. Vương Anh Kiệt cảm nhận được một cổ cường đại hấp lực đánh tới, thân trước hư không tạo nên một trận gợn sóng, thất hồng động thiên phải đóng lại. Vương Anh Kiệt vội vàng thu hồi ngũ sắc hỗn độn thú thi thể, một cổ cự lực đánh tới, đem hắn đẩy vào hư không bên trong. Vương Anh Kiệt cảm giác thấy hoa mắt, xuất hiện tại nhất tọa chiếm địa rộng lớn thanh thạch quảng trường trên không. Tào Minh Kính cùng ngũ vị thái ất kim tiên đều tại, hắn thấy được Vương Thanh Sơn cùng Vương Nhất Đao, cũng nhìn đám người thấy kỳ thư đình. Vương Anh Kiệt bay xuống tại Vương Thanh Sơn bên người, Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi, Anh Kiệt, không có sao chứ? Bọn hắn thoát thân sau dùng truyện tiên kính liên hệ Vương Anh Kiệt, chậm chạp không có trả lời, còn tưởng rằng Vương Anh Kiệt thân tử đạo tiêu. Bây giờ thấy Vương Anh Kiệt bình an trở về, Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, ta không sao. Vương Anh Kiệt lắc đầu, tại đây ngoại nhân quá nhiều. Bọn hắn hồi Huyền Ngọc Thành lại nói chuyện, Vương Thanh Sơn gật gật đầu, không nói gì nữa. 105 tên kim tiên tu sĩ tiến nhập thất hồng động thiên, hết thảy 38 người còn sống ra đến, Mộ Dung gia chính có Mộ Dung Ngọc Hồng còn sống ra đến, Kỳ Thư Đình, Hà Võng cùng Lạc Huyên đều còn sống ra đến, Hà Võng sắc mặt trắng bệch, một bộ nguyên khí đại thương dáng vẻ. Đi qua thống kê, Thiên Minh tộc phái ra 21 vị kim tiên tu sĩ, có 11 người còn sống ra đến, Phú Sâm chiến thắng. Phú Sâm cười ha hả nhận cái khắc thái ất kim tiên tiền đặt cược, nói ra, đa tạ bốn vị đạo hữu, chúng ta còn có chuyện quan trọng tại thân, tự không ở thêm, cáo từ.
Tào Minh kính tế ra một chiếc kim quang lấp lóe thuyền rồng, chở đám người Tào Viễn Tinh rời đi. Lưu Hỏa Tiên Tử, Dương Quân Hữu cùng Chu Tuyết Phù cũng dẫn người rời đi Thiên Minh Thành, Phú Sâm để kim tiên tu sĩ tiến nhập Thiên Minh Điện, nộp lên tiên dược tiên quả. Huyền Ngọc Thành, nhất tọa yên lặng trang viên. Bạch Linh Nhi cùng Vương Thu Đình ngồi tại một trương màu xanh bàn trà bên cạnh, đang nói cái gì? Vương Thu Đình trước mắt là chân tiên hậu kỳ, nàng quen thuộc gia tộc điển tịch, đọc ngược như chảy, tộc nhân xưng nàng là Di Động Tàng Kinh Các. Nương, cha vẫn chưa về à? Vương Thu Đình mở miệng hỏi. Còn không có, yên tâm đi. Lấy cha ngươi bản sự, lại thêm hắn mang lên bảo vật, không lại có chuyện gì. Bạch Linh Nhi nói, vừa dứt lời, một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Vương Thanh Sơn cùng Vương Anh Kiệt đi đến. Bọn hắn đi theo Tào Minh Kính trở về Vân Lan Thành, nộp lên một bộ phận tiên dược, tiếp đó truyền tống về tới. Anh Kiệt tới, nhanh ngồi. Bạch Linh Nhi chào hỏi Vương Anh Kiệt ngồi xuống. Anh Kiệt, cùng ta nói một chút, ngươi theo chúng ta sau khi tách ra kinh lịch. Vương Thanh Sơn nói. Vương Anh Kiệt gật gật đầu, tự tính Vương Thanh Sơn không hỏi, hắn cũng sẽ nói. Hắn một năm một mười đem đi qua nói một lần, Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi nghe xong, vẻ mặt nghi hoặc. Tiên giới quá lớn, tu tiên tài nguyên phong phú, kỳ trân dị bảo vô số, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng vô pháp nhận ra kia hai chủng khí thể cùng năm viên hạt châu. Vương Thanh Sơn nghĩ lên cái gì, nhìn về phía Vương Thu Đình, nói ra, Thu Đình, ngươi đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, nói một chút cái nhìn của ngươi, cực nhiệt cực hàn, thuộc tính tương xung, lại là khí thể, ẩn chứa năng lượng cường đại, hẳn là Thái Dương tiên khí cùng Thái Âm tiên khí, đến nỗi kia năm viên hạt châu, hẳn là Hồng Mông linh bảo, ẩn chứa thuộc tính ngũ hành, ấn lý tới nói, tự tính anh Kiệt nuốt mất năm viên hạt châu cũng không có khả năng cùng hắn bản mệnh tiên khí hòa làm một thể, năm viên hạt châu thuộc tính bất đồng, cưỡng ép liên hợp sẽ chỉ nhóm lửa tự đốt, anh Kiệt nắm giữ ngũ hành pháp tắc, lại nắm giữ dung khiếu quyết, lúc này mới thành công, đổi một vị kim tiên tu sĩ đều không nhất định có khả năng thành công. Vương Thu Đình phân tích nói, Thái Dương tiên khí, Thái Âm tiên khí, nguyên bộ Hồng Mông linh bảo. Vương Thanh Sơn hơi kinh ngạc, hắn đương nhiên biết Hồng Mông linh bảo trân quý, đừng nói nguyên bộ, một cái cũng khó khăn. Vương Thu Đình gật gật đầu, nói ra, hỗn độn phân âm dương hóa ngũ hành sinh vạn vật, kia năm viên hạt châu bản thân tự ẩn chứa thuộc tính ngũ hành, mới có thể hấp thu Thái Dương tiên khí cùng Thái Âm tiên khí. Cũng không biết đã bao nhiêu năm, lúc này mới hình thành Hồng Mông linh bảo, anh Kiệt vận khí rất không tệ a. Ngoài ý muốn luyện hóa Hồng Mông linh bảo, tu luyện thành hậu thiên linh thể, Thái Âm tiên khí cùng Thái Dương tiên khí thì cường hóa nhục thể của hắn, để hắn từ đỉnh cấp chân linh tấn thăng làm đỉnh phong chân linh, đây thật là đại cơ duyên ai cũng lại có thể hay không lấy được cơ duyên tự nhìn người. Nếu không phải Vương Anh Kiệt nắm giữ ngũ hành pháp tắc, lại nắm giữ dung khiếu quyết thật đúng là vô pháp lấy được phần này đại cơ duyên. Anh Kiệt lòng cầu đạo kiên định, nếu không phải hắn kiên định tín niệm, chỉ sợ đã mất đi ý thức, vô pháp vận dụng dung khiếu quyết dung hợp năm loại thuộc tính bất đồng năng lượng. Vương Thanh Sơn tán dương, lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, ta cũng không nghĩ tới, lại có thể ngoài ý muốn tu luyện thành đỉnh phong chân linh. Vương Anh Kiệt vừa cười vừa nói, lần này thất hồng động thiên chuyến đi, Vương Anh Kiệt thực lực lấy được đề cao mạnh, này sự bảo mật, không cần truyền đi, chỉ chúng ta bốn người biết là được, tin tức để lộ. Anh Kiệt lại có đại phiền toái, gia tộc chúng ta cũng sẽ có phiền phức. Vương Thanh Sơn dặn dò, một cái Hồng Mông linh bảo đều hiếm thấy, Vương Anh Kiệt trực tiếp lấy được một bộ, đồng thời cùng tự mình bản mệnh tiên khí hòa làm một thể, tin tức để lộ, Thái Ất Kim Tiên đều sẽ động tâm. Đông đảo tiên nhân bản mệnh tiên khí muốn thăng cấp, cần thu thập tài liệu cao cấp, để tiên khí sư hỗ trợ tấn thăng. Vương Anh Kiệt bản mệnh tiên khí dung hợp một bộ Hồng Mông linh bảo, trừ ra biện pháp như thế gặp được tài liệu trân quý. Bản mệnh tiên khí có thể tự hành hấp thu luyện hóa, hấp thu đến đầy đủ vật liệu, tự động tăng lên phẩm giai, trừ cái đó ra, hắn bản mệnh tiên khí uy lực mạnh hơn xa cùng giai tiên khí, luyện vào Hồng Mông linh bảo tiên khí mới có thể cùng hắn bản mệnh tiên khí so với. Vương Anh Kiệt ba người cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, nhìn nhau gật đầu, đáp ứng, lão tổ tông nếu như biết này sự, khẳng định thật cao hứng. Vương Thu Đình vừa cười vừa nói, cửu thúc cửu thẩm hẳn là có chuyện bận rộn, tạm thời về không được. Chúng ta bảo vệ tốt Huyền Ngọc Thành, bảo đảm gia tộc sẽ không ra nhiễu loạn. Vương Thanh Sơn nói, nói chuyện phiếm một chén trà thời gian, Vương Anh Kiệt cáo từ rời đi. Vương Thanh Sơn gọi tới Vương Thanh Phong, lấy ra một cái màu xanh trữ vật trạc, đưa cho Vương Thanh Phong nói ra, Thanh Phong, đây là chúng ta từ thất hồng động thiên lấy được tu tiên tài nguyên, ngươi phân phát xuống dưới, luyện khí luyện đang bày trận đều được. Vương Thanh Phong đáp ứng, thu hồi màu xanh trữ vật trạc, quay người rời đi. Cửu Tinh Tiên Vực. Tòa nào đó bị sương mù màu trắng bao phủ lại hoang đảo.
Vương Trường Sinh từ một gian mật thất đi ra, chau mày, hắn thử nghiệm dùng Hồng Mông Linh Bảo luyện khí, muốn luyện vào Định Hải Châu bên trong, cuối cùng đều là thất bại, điều này nói rõ hắn luyện khí trình độ còn chưa đủ cao, có thể thấy được đem Hồng Mông Linh Bảo luyện vào bản mệnh tiên khí độ khó rất cao, cũng từ khía cạnh nói rõ càng ngọc thuẫn trân quý, khẳng định là Thái Ức Kim Tiên luyện chế bảo vật, hắn lợi dụng Thanh Liên tạo hóa đỉnh Hoàng Nguyên Hồng Mông Linh Bảo, cũng không có gì tổn thất, ngược lại để dành kinh nghiệm quý báu. Chờ hắn đề cao luyện khí trình độ lại cầm Hồng Mông Linh Bảo luyện khí cũng không trễ. Phu quân, ngươi luyện chế thất bại rồi. Cung Như Yên mở miệng nói ra, không hổ là Hồng Mông Linh Bảo, ta thí nghiệm nhiều lần đều thất bại, bất quá Hồng Mông Linh Bảo vẫn còn, về sau lại thử nghiệm luyện chế cũng không muộn. Vương Trường Sinh nói, hắn nhớ tới cái gì, nói ra, đúng rồi, ngươi nắm giữ đạo thuật rồi, đã nắm giữ bất quá ta còn chưa có thử qua uy lực. Cung Như Yên vừa cười vừa nói, vẻ mặt tự tin, có cơ hội thí nghiệm uy lực, chúng ta cũng nên trở về. Vương Trường Sinh nói, bọn hắn đi ra sơn động, Vương Thông Thiên ba người đón. Vương Trường Sinh để bọn hắn thu hồi trận pháp, tế ra Thanh Minh Chu, bay đi lên, đám người Uông Như Yên theo sát phía sau. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, Thanh Minh Chu lập tức thanh quang đại phóng, hướng về không trung bay đi. Một mảnh mênh mông vô bờ xanh thẳm hải vực, gió biển trận trận, tinh không vạn lý. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàn, một đoàn to lớn lam quang ở trên không sáng lên. Một đầu ngoại hình cực giống bằng điểu thất sắc hỗn độn thú lướt qua không trung, tốc độ rất nhanh. Mặt biển nổ bể ra đến, một đạo đạo thô to kình thiên cự lãng phóng lên tận trời, hình thành nhất cái cự đại lam sắc màn nước, như cùng một cái lam sắc cự chén bình thường, đem thất sắc hỗn độn thú móc ngược ở bên trong. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, một đạo thô to không gì sánh được sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, Cung Như Yên đứng tại sóng nước vòi rồng phía trên, Thanh Nguyệt cầm bày ra trước người, mười ngón lướt qua dây đàn. Từng đợt sụp sôi tiếng đàn vang lên, một đạo đạo thanh sắc sóng âm bao phủ mà xuất, thẳng đến thất sắc hỗn độn thú mà đi. Thất sắc hỗn độn thú phát ra thống khổ tiếng gào thét, vỗ cánh nhào về phía Uông Như Yên. Dày đặc màu xanh sóng âm lướt qua thân thể của nó, tốc độ của nó chậm lại. Uông Như Yên sắc mặt như thường, mười ngón không ngừng từ dây đàn trên lướt qua, thiên địa biến sắc, đại lượng đê giai yêu thú trồi lên mặt biển, bên ngoài thân không có vết thương nào. Thất sắc hỗn độn thú hồn hải truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được. Phản phất có người một quyền đánh vào nó hồn hải, nó ở giữa không trung co quắp, phát ra từng đợt cực kỳ thống khổ tiếng gào thét, càng ngày càng nhiều đê giai yêu thú trồi lên mặt biển, khí tức hoàn toàn không có, tiếng đàn càng phát gấp rút, thất sắc hỗn độn thú cảm giác từng cái cự quyền đánh vào tự mình hồn hải phía trên, nó từ giữa không trung rớt xuống, thân thể cao lớn trọng trọng nện ở nhất tọa thảm thực vật rậm rạp trên hoang đảo, Cung Như Yên bất vi sở động, tiếp tục đàn tấu trấn hồn khúc, một đạo đạo thanh sắc sóng âm bao phủ mà xuất. Thẳng đến hoang đảo mà đi, màu xanh sóng âm những nơi đi qua, đại lượng thảm thực vật hóa thành mảnh vụn, từng tòa sơn phong nổ bể ra đến, hóa thành chôn phấn, thất sắc hỗn độn thú cũng chưa chết đi, vỗ cánh, muốn thoát đi, bất quá nó thần hồn đã bị trọng thương, theo thời gian trôi qua, nó thần hồn thương tích càng ngày càng nặng, một lát sau, tiếng đàn biến sụp sôi đứng lên, thất sắc hỗn độn thú đình chỉ động đậy, không còn khí tức, Cung Như Yên hai tay rời đi dây đàn, tiếng đàn biến mất, mặt biển kịch liệt lăn lộn. Vương Trường Sinh từ đáy biển bay ra, cười nói ra, thất sắc hỗn độn thú đều không chống được bao lâu, trấn hồn khúc quả nhiên lợi hại, nếu là ta tu vi lại cao hơn một chút, diệt sát nó thoải mái hơn. Cung Như Yên vừa cười vừa nói, bọn hắn trên đường đụng phải một đầu thất sắc hỗn độn thú, Cung Như Yên tiểu thí ngưu đao, nhẹ nhõm diệt sát thất sắc hỗn độn thú, trấn hồn khúc uy lực to lớn, không được hoàn mỹ chính là, đây là một môn không khác biệt sát thương đạo thuật, Vương Trường Sinh trên thân không có phòng ngự loại thần hồn tiên khí. Chỉ có thể tránh xa xa, nếu không hắn thần hồn cũng sẽ thụ thương. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nếu như Uông Như Yên tu vi cao một chút, biến dị thất sắc hỗn độn thú đoán chừng cũng không phải là đối thủ của nàng, bất quá trấn hồn khúc tiêu hao tiên nguyên lực to lớn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hướng về hoang đảo bay đi, rơi vào thất sắc hỗn độn thú bên cạnh. Thất sắc hỗn độn thú đã chết, thần hồn tán loạn, bên ngoài thân không có rõ ràng vết thương. Vương Trường Sinh tựa hồ phát giác được cái gì, hướng về nhất tọa thấp bé dốc núi nhìn lại. Trên sườn núi mọc đầy cỏ dại, phụ cận mấy ngọn núi đều hóa thành chôn phấn. Vương Trường Sinh ngón tay hướng hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo lam quang bắn ra, đánh vào trên sườn núi, truyền ra một tiếng vang thật lớn, dốc núi đung đưa kịch liệt một cái, một đạo màu vàng nhạt quang màng tùy theo hiển hiện, cổ tu sĩ động phủ. Vương Trường Sinh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, có khả năng ngăn trở càng không tam chỉ, nói rõ cấm chế không phải bình thường, tối thiểu là nhị giai tiên trận. Vương Trường Sinh thu hồi thất sắc hỗn độn thú thi thể, cùng Uông Như Yên tới đến sườn đất trước mặt, cẩn thận lý do, bọn hắn bố trí trận pháp,
đem phương viên trăm dặm bắt đầu phong tỏa, phòng ngừa phá cấm động tĩnh quá lớn, dẫn tới cái khác tiên nhân. Bọn hắn rất nhẹ nhàng phá mất màn ánh sáng màu vàng, nhất cái có trượng đại sơn động xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ung Như Yên thôi động ly hỏa chân đồng dò xét, không có phát hiện cái gì cấm chế. Vương Trường Sinh tế ra một đầu chân tiên kỳ khôi lỗi thú, khống chế khôi lỗi thú đi ở phía trước, bọn hắn theo ở phía sau. Không có qua bao lâu, bọn hắn tới đến phần cuối, xuất hiện tại nhất cái lớn gần mẫu trong động quật. Trong động quật có một cái thanh quang lấp lóe áo choàng, bên cạnh có một đầu màu xanh trữ vật trạc cùng một khỏa xanh sắc thủy tinh cầu, không nhìn thấy nhất khối thi cốt. Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên thần thức mở rộng, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Vương Trường Sinh thả ra vương thiền phun ra một cổ kim sắc hào quang, bao lại trữ vật trạc, áo choàng cùng màu xanh thủy tinh cầu, cũng không có gì dị thường. Vương thiền nhặt lên màu xanh thủy tinh cầu, rót vào pháp lực, màu xanh thủy tinh cầu lập tức sáng rõ, phun ra một đạo thanh quang, hóa thành một tên dáng người mập lùn thanh bào lão giả. Thanh bào lão giả thần sắc uể oải, lão phu Thanh Nguyên thượng nhân, tới tự Huyền Nguyệt tiên vực, khổ tu nhiều năm, thật vất vả tu luyện tới kim tiên đại viên mãn, tiến về cửu tinh tiên vực tìm kiếm cơ duyên. Lão phu vận khí không tệ, tại cửu nguyên đại lục phát hiện nhất chỗ cổ tu sĩ động phủ, lấy được một chút đồ tốt, đáng tiếc phá cấm động tĩnh quá lớn, đưa tới ba vị kim tiên kỳ vu tộc tu sĩ, liều chết giết ra khỏi trùng vây, trúng rồi thần hồn loại chú thuật, thần hồn đang không ngừng tán loạn, ta chỉ sợ là sống không được bao lâu. Trớ chú chi thuật, thanh bào lão giả lời nói còn chưa nói xong, bên ngoài thân hiện lên xuất vô số huyền ảo phù văn, thân thể tự đốt, đốt thành tro bụi. Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên nhìn thấy hình ảnh, Thanh Nguyên thượng nhân biết rõ tự mình sống không được bao lâu, lúc này mới lưu lại hình ảnh, đáng tiếc còn không có giao phó xong, tự bị địch nhân thi triển chú thuật diệt sát. Ung Như Yên cầm lấy màu xanh trữ vật trạc, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh màu xanh hào quang lướt qua phía sau, trên mặt đất nhiều hơn một đống lớn đồ vật, tiên nguyên thạch hơn 30 vạn, hỗn độn thú tinh hạch mấy trăm khỏa, có hơn 10 khỏa ngũ sắc tinh hạch, không có lục sắc cùng thất sắc tinh hạch, tiên khí 7 kiện, nó trong có một cái thượng phẩm tiên khí, còn có không ít vật liệu luyện khí, thượng phẩm tiên khí. Cuối cùng là không có bị hao tổn, Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, ánh mắt rơi vào nhất mặt bạch quang lấp lóe cờ phướng phía trên, có thể thấy rõ trên cột cờ già thiên phiên ba cái chữ nhỏ. Ung Như Yên ánh mắt rơi vào ba cái dáng kim sắc phù triện hộp ngọc phía trên, mở ra hộp ngọc một nhìn, bên trong các có một khỏa kim quang lấp lóe trái cây bên ngoài có một ít huyền ảo đường vân, thái ớt tiên quả. Vương Trường Sinh đang nghe truyện trên TV audio CV cùng Ung Như Yên hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc biến kích động lên, so với cái khác tu tiên tài nguyên, thái ớt tiên quả đối bọn hắn tới nói càng trân quý. Thái ớt tiên quả có thể phụ trợ kim tiên tu sĩ xung kích thái ớt kim tiên. Sinh trưởng chu kỳ dài đến 1.500 vạn năm, kim tiên tu sĩ căn bản đợi không được. Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên cẩn thận xem xét ngọc giảng nội dung, nhìn xem có hay không phát hiện gì khác lạ. Đạo thuật đạp thiên bộ. Đạp thiên mà đi, Vương Trường Sinh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Thanh Nguyên thượng nhân cơ duyên không nhỏ, lại có thể lấy được một môn đạo thuật. Đạp thiên bộ là một môn độn thuật, nắm giữ này thuật, Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên gặp được cường địch, thoát thân tựu dễ dàng nhiều. Vận khí của ngươi rất tốt a. Lại có một cái luyện vào hồng mông linh bảo tiên khí, Thanh Huyền thanh âm vang lên, luyện vào hồng mông linh bảo tiên khí, Vương Trường Sinh hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía mặt đất tiên khí, cái kia kim sắc hồ lô, Thanh Huyền mở miệng nói ra, Vương Trường Sinh cầm lấy kim sắc hồ lô, cẩn thận quan sát, nhìn thấy đáy hồ lô bộ tuế nguyệt hai chữ, đây chỉ là một cái hạ phẩm tiên khí, hắn gỡ ra nắp bình, một cổ tinh thuần chí cực tiên linh khí đập vào mặt, đây là tạo hóa ngọc lộ, Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm, trên tay hắn tự có tạo hóa ngọc lộ, không phải là thời gian tiên khí đi. Vương Trường Sinh trong đầu hiện ra nhất cái to gan suy đoán, lúc trước một cái hạ phẩm thời gian tiên khí từ tiên giới lưu lạc Đông Huyền Châu giới quần, các thế lực lớn ra tay đánh nhau, nhiều cái đại tộc cuốn vào nó trong, như vậy xóa tên, vương gia tại kia một tràng trong đại kiếp cuộc khởi. Vương Trường Sinh tay áo một đô, vạn linh đồ bay ra, hắn tiến nhập vạn linh đồ, tới đến nhất khối linh điền bên cạnh. Hắn đem tuế nguyệt hồ miệng hồ lô hướng xuống, một chút chất lỏng màu xanh chảy ra, rơi vào một gốc màu xanh nhân tham phía trên. Màu xanh nhân tham nhanh chóng hấp thu màu xanh chất lỏng, nhân tham nhanh chóng lớn lên, niên đại bạo trướng. Quả nhiên là tạo hóa ngọc lộ. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, là tạo hóa ngọc lộ không có nghĩa là thời gian tiên khí, có lẽ chỉ là dùng tới chứa đựng tạo hóa ngọc lộ. Hắn đem tuế nguyệt hồ bên trong tạo hóa ngọc lộ chứa vào vài cái bình sứ bên trong, đi tuế nguyệt hồ rót vào tiên nguyên lực. Tuế Nguyệt Hồ lập tức sáng lên chướng mắt kim quang, hồ lô bên trong thêm ra một chút chất lỏng màu xanh. Hắn đem chất lỏng màu xanh nhỏ xuống tại một gốc màu xanh trên cỏ nhỏ,
màu xanh tiểu thảo nhanh chóng dài cao. Ha ha, quả thật là thời gian tiên khí. Vương Trường Sinh cười ha ha, thần tình kích động. Hắn lui ra vạn linh đồ, Vương Như Yên nhìn thấy Vương Trường Sinh nụ cười trên mặt, cười nói ra, phu quân, thật là thời gian tiên khí. Ừm, luyện vào hồng mông linh bảo thời gian tiên khí, khẳng định so món kia càng không bình mạnh hơn nhiều. Nhìn tới lần trước chỗ kia thái ất kim tiên tọa hóa động phủ không phải cơ duyên của ngươi, đây mới là đại cơ duyên. Vương Trường Sinh kích động nói, cũng không phải nói tu vi càng cao, bảo vật thì càng nhiều, cơ duyên rất khó nói. Xích Mộng tiên tử không có thời gian tiên khí, cũng không có đạo thuật. Thanh Nguyên thượng nhân tọa hóa động phủ có đạo thuật, thái ất tiên quả, thượng phẩm tiên khí, thời gian tiên khí, cơ duyên của hắn rất lớn, đáng tiếc chết tại vu tộc tu sĩ trên tay. Ta cũng cảm thấy, món kia thượng phẩm tiên khí già thiên phiên là một cái phụ trợ tiên khí, ẩn nấp hiệu quả rất không tệ. Cung Như Yên nói, có tuế nguyệt hồ, gia tộc chúng ta bồi dưỡng tiên dược tựu nhẹ nhõm nhiều, ha ha. Vương Trường Sinh hưng phấn nói, tiên đan phẩm giai càng cao, đối tiên dược năm yêu cầu càng cao, vương gia xây tộc thời gian không dài, muốn mấy trăm vạn năm tiên dược, hoặc là tốn giá cao mua sắm hoặc là đi cấm địa hoặc là bí cảnh tìm kiếm. Có cái này tuế nguyệt, vương gia tộc nhân bồi dưỡng tiên dược nhẹ nhõm rất nhiều. Tiên dược nhiều, Hồng Tuyết cùng Thanh Bách có thể buông tay buông chân luyện chế tiên đan, tộc nhân tu luyện thành chân linh tỷ lệ cũng sẽ đề cao, chế tạo một chi chân linh đại quân. Cung Như Yên mặt lộ vẻ mơ ước, vô luận là cửu chuyển lưu ly đan hay là thất tinh kim lãng đan, trừ ra tinh khiết hỗn độn thú tinh hạch, cũng cần cao năm tiên dược, có thanh liên tạo hóa đỉnh tại tinh khiết tinh hạch không là vấn đề, hiện tại có tuế nguyệt hồ, cao năm tiên dược cũng không phải vấn đề. Vương Trường Sinh hưng phấn nhẹ gật đầu, thu hồi trên đất đồ vật, cùng Uông Như Yên đi ra ngoài. Bọn hắn ở trên đảo dò xét một lần, xác nhận không có bỏ sót phía sau, lúc này mới rời đi nơi này. Một mảnh xanh thẳm hải vực, không trung truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, một đoàn to lớn xích sắc ánh lửa ngút trời mà lên, một đầu ngoại hình cực giống con dơi thất sắc hỗn độn thú từ đằng xa phi đến, bên ngoài thân máu me đầm đìa, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Một tiếng phá không thanh đại hưởng, một đầu kim quang lấp lóe kình thiên cự quyền kích xạ mà đến, đập vào thất sắc hỗn độn thú trên đầu, truyền ra một tiếng vang trầm, thất sắc hỗn độn thú nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống, trọng trọng nện ở nhất tọa trên hoang đảo, đập thành nhất cái hố to. Một đoàn kim sắc ánh lửa sáng lên hiện ra mộ dung nhất long thân ảnh, hữu quyền hiện ra một trận kim quang, đánh tới hướng thất sắc hỗn độn thú. Chỉ nghe một tiếng kêu trên phía sau, thất sắc hỗn độn thú đầu chia năm xẻ bảy, không ngừng chảy máu. Đỉnh phong chân linh tăng thêm đại thành pháp tắc cùng kim tiên hậu kỳ tu vi, thất sắc hỗn độn thú cũng gánh không được. Mộ Dung Nhất Lỗi cùng Đỗ Yên chạy tới, bọn hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Phu quân thần uy, lần này trở lại thiên thần hải vực, hẳn là không người là đối thủ của ngươi. Đỗ Yên vừa cười vừa nói. Mộ Dung Nhất Long vẻ mặt đắc ý, nói, mau chóng chạy trở về đi. Chỉ cần thiên thần hải vực không có thái ất kim tiên, đó chính là chúng ta Mộ Dung gia thiên hạ. Hắn thu hồi thất sắc hỗn độn thú thi thể, ba người rời khỏi nơi này. Một mảnh rộng lớn vô biên xanh thẳm hải vực, lúc này chính là đang lúc hoàng hôn, ráng chiều dư quang vung vãi trên mặt biển, sóng nước lấp loáng. Một đạo màu xanh độn quang từ đằng xa bay tới, nhấp cái lấp lóe ngừng lại, hiện ra một chiếc thanh quang lấp lóe phi chu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng ở phía trên, bọn hắn thay phiên khống chế phi hành tiên khí phi hành. Thay phiên tu luyện đạp thiên bộ, đã nắm giữ đạo thuật đạp thiên bộ, bản nguyên chi vật là cải tạo tiên nhân thân thể, cải biến là mãi mãi, nói cách khác, chỉ cần luyện hóa một cái bản nguyên chi vật, vậy liền có thể tu luyện nhiều môn đạo thuật, cùng phổ thông bí thuật có rất lớn khác biệt, ngồi hải vực truyền tống trận đi đường có thể tiết kiệm không ít thời gian. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy nhất tọa to lớn hòn đảo, đảo bên trên có nhất tọa to lớn thành trì. Bản hiệu bên trên viết Tử Vân Phường Thị tứ cái chữ to màu vàng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến nhập Tử Vân Phường Thị, trên đường phố dòng người như tuôn, xe ngựa ồn ào náo động, cửa hàng san sát, một chút cửa hàng điếm tiểu nhị đứng tại cửa tiệm ra sức gào to, mời chào khách nhân. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi một chút nhìn xem, dự định mua sắm một chút tu tiên tài nguyên, sau đó lại rời đi, mua sắm tu tiên tài nguyên cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Sau nửa canh giờ, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa 18 tầng cao gác lửng cổng, bảng hiệu bên trên viết Tuyết Nguyệt Các ba chữ to, bọn hắn nghe ngóng, Tuyết Nguyệt Các chuyên môn xuất thủ chế phù tài liệu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào, một chén trà thời gian phía sau, bọn hắn đi ra, mặt mỉm cười, đi qua nhất chỗ đường đi quải miệng lúc, Vương Trường Sinh con ngươi co rụt lại, hắn nhìn thấy một tên dáng người khôi ngô kim sam đại hán cùng một tên cao lớn vạm vỡ áo trắng đại hán đứng tại một tòa lầu các cổng, hai người này không phải người khác, chính là pháp tắc đại thành hai tên đỉnh phong chân linh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vội vàng hướng về một cái khác con đường đi đến, tránh đi hai người này.
Sau gần nửa canh giờ, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa yên lặng ngói xanh trong tiểu viện, tìm một chỗ giải quyết bọn hắn đi. Bằng không thì sớm muộn hội thành mầm tai vạ, Vương Trường Sinh nói, ta đem bọn hắn dẫn xuất phường thị, tìm vắng vẻ địa phương giải quyết bọn hắn. Cung Như Yên đề nghị, nắm giữ đạp thiên bộ, kia hai tên kim tiên tu sĩ rất khó đuổi kịp nàng, cẩn thận lý do, chúng ta cùng một chỗ đem bọn hắn dẫn xuất phường thị đi. Một người, bọn hắn chỉ sợ hoài nghi có trá, Vương Trường Sinh nói, bọn hắn là lấy được không ít cơ duyên, khó đảm bảo đối phương không có cơ duyên, cẩn thận một điểm tương đối tốt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi chỗ ở, tìm kiếm kia hai tên kim tiên tu sĩ, lúc này màn đêm đã giáng lâm, trong phường thị đèn đuốc sáng trưng, dòng người như nước thủy triều, mười phần náo nhiệt. Tử Hiên Lâu là trong phường thị nổi danh trà lâu, đại sảnh không còn chỗ ngồi, một gian bao sương, áo trắng đại hán cùng kim sam thanh niên ngay tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm, kim sam đại hán trên tay cầm lấy một trương màu xanh da thú, cẩn thận xem xét, đây là một tấm bản đồ, cửu tinh tiên vực như vậy đại, muốn gặp được bọn hắn cũng không dễ dàng, vẫn là tìm kiếm cơ duyên làm trọng, nếu là chúng ta tấn nhập thái ất kim tiên, muốn giết một tên kim tiên tu sĩ dễ như trở bàn tay, kim sam đại hán nói, hy vọng có thể lấy được cơ duyên đi. Vốn cho rằng phát hiện nhất chỗ thái ất kim tiên tọa hóa động phủ là cơ duyên của chúng ta đến, kết quả bị người khác vượt lên trước, áo trắng đại hán nghĩ tới này sự, tự nổi giận trong bụng, nói chuyện phiếm trong chốc lát, bọn hắn đi ra bao sương, hướng về dưới lầu đi đến, đại sảnh tụ tập không ít chân tiên tu sĩ, top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, ngay tại nói chuyện phiếm, Vương Kiêu cùng Vương Mộng Ly cũng ở bên trong, Vương Mộng Ly trên tay cầm lấy nhất mặt kim sắc pháp bàn, đang nói cái gì? Nhìn thấy áo trắng đại hán cùng kim sam đại hán từ trên lầu đi xuống, Vương Kiêu nói ra, Lý đạo hữu, ngươi lại không tới, ta tìm những người khác, Từ đạo hữu chớ trách, ta lập tức tới, kim sắc pháp bàn truyền đến một đạo nam tử thanh âm, áo trắng đại hán cùng kim sam đại hán cũng không có coi ra gì, có cái khác chân tiên tu sĩ ngay tại liên hệ hảo hữu, trà lâu chính là nói chuyện trời đất địa phương, xuất trà lâu, bọn hắn hướng về bên tay trái đường đi đi đến, còn chưa đi ra bao xa, hai người con ngươi co rụt lại, vẻ mặt sát khí, là bọn hắn, kim sam đại hán trầm giọng nói, thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ nhất tọa màu xanh gác lửng đi ra, từ một cái khác con đường đi đến, hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, đi theo, một lát sau Vương Trường Sinh tựa hồ phát giác được cái gì, quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy kim sam đại hán cùng áo trắng đại hán, trên mặt của hắn lộ ra kinh hoảng biểu lộ, tăng tốc bộ pháp, xuất phường thị. Hai người hóa thành hai vệt độn quang phá không, tốc độ rất nhanh, áo trắng đại hán cùng kim sam đại hán đuổi theo, một mảnh mênh mông vô bờ xanh thẳm hải vực, tinh không vạn lý, gió biển trận trận, hai vệt độn quang nhanh chóng lướt qua không trung, trước mặt hư không sáng lên một đạo bạch quang, áo trắng đại hán vừa hiện mà xuất, phần lưng bạch sắc lông cánh nhẹ nhàng vỗ, thần sắc băng lãnh, áo trắng đại hán mới vừa xuất hiện, bên ngoài thân tách ra một đạo bạch sắc vòng sáng, mặt biển cùng hư không nhanh chóng kết băng. Phương viên trăm vạn dặm mặt biển bị đóng băng ở, không trung bay xuống đại lượng bạch sắc bông tuyết, còn không có hạ xuống, hóa thành từng nhánh bạch sắc băng mâu, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Băng chi pháp tắc, cùng một thời gian, một đoàn xích sắc hỏa quang xuất hiện ở phía xa chân trời, mặt biển cùng hư không xuất hiện một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Hỏa chi pháp tắc, băng hỏa lưỡng trọng thiên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, phân biệt đón lấy kim sam đại hán cùng áo trắng đại hán. Cung Như Yên tế ra thanh nguyệt cầm, mười ngón lướt qua dây đàn, từng đợt uyển chuyển tiếng đàn vang lên, một đạo đạo thanh sắc sóng âm bao phủ mà xuất, đón lấy đánh tới bạch sắc băng mâu. Kim sam đại hán đứng tại một mảnh xích sắc biển lửa không trung, thần sắc băng lãnh, lần trước để các ngươi chạy, lần này các ngươi không có dễ dàng như vậy chạy. Kim sam đại hán vẻ mặt sát ý, một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, vừa dứt lời, xích sắc biển lửa lăn lộn phun trào, một cái hình thể to lớn xích sắc hỏa long bay ra, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao, nhào về phía Vương Trường Sinh. Xích sắc hỏa long cũng không phải phổ thông thuật pháp, mà là đại thành hỏa chi pháp tắc, lục sắc hỗn độn thú ngạnh kháng cũng lạc không đến tốt. Vương Trường Sinh phải ngón trỏ hướng hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một tiếng tiếng xé gió lên, một đạo lam quang bắn ra, đánh trúng vào xích sắc hỏa long thân thể. Ầm ầm tiếng vang, xích sắc hỏa long thân thể nổ bể ra đến, một đoàn to lớn xích sắc mây hình nấm phóng lên tận trời, ba thanh hồng quang lưu chuyển không ngừng phi đao bắn ra. Trong nháy mắt hợp vi nhất thể, hóa thành một cái xích sắc kình thiên cự nhận, chém về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, tay phải dương lên, nhất mặt kim sắc tiểu thuẫn bay ra, trong nháy mắt phồng lớn, ngăn tại thân trước. Kình thiên cự nhận trảm tại kim sắc tấm trắng trên, truyền ra một tiếng vang trầm, kim sắc tấm trắng rất nhỏ lắc lư một cái.
Nương theo lấy một tràng tiếng xé gió vang lên, lít nha lít nhít kim sắc quyền ảnh kích xạ mà đến, lần lượt đánh vào kim sắc tấm trắng trên, kim sắc tấm trắng lắc lư không ngừng, xích sắc biển lửa lăn lộn phun trào, từng đầu hình thể to lớn xích sắc hỏa long từ bên trong bay ra, có mười mấy đầu nhiều, nhào về phía Vương Trường Sinh. Kim Sam đại hán tay cầm một cái kim quang lấp lóe tam tiên lưỡng nhận đao, bổ về phía Vương Trường Sinh. Lần trước nhất chiến, hắn biết cận thân chiếm không được đại tiện nghi, dự định phát huy sở trường của mình, dương trường tránh đoản, lợi dụng đại thành pháp tắc cùng trung phẩm tiên khí đối phó Vương Trường Sinh. Hắn huy động tam tiên lưỡng nhận đao, bổ về phía Vương Trường Sinh. Hư không vỡ ra đến, một đạo xích sắc kình thiên đao quang bao phủ mà xuất, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Vương Trường Sinh cũng không nói nhảm, pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân lam quang đại phóng, thân thể truyền đến lốc bốc xương cốt tiếng vang, thân thể bạo trướng tới cao hơn trăm trượng, tay phải hắn dương lên, ba viên định hải châu rời khỏi tay, trong nháy mắt phồng lớn, đón lấy kình thiên đao quang. Địch nhân thực lực hơn người, bình thường thần thông căn bản là không có cách diệt sát, Vương Trường Sinh trực tiếp vận dụng đạo thuật, dự định tốc chiến tốc thắng. Mười mấy đầu xích sắc hỏa long đánh tới, hư không không chịu nổi cổ này nhiệt độ cao, vỡ ra đến, Vương Trường Sinh song quyền khẽ động, dày đặc lam sắc quyền ảnh bay ra, đón lấy mười mấy đầu xích sắc hỏa long. Một trận đinh tai nhức ốc tiếng nổ đùng đoàn vang lên phía sau, xích sắc hỏa long thân thể nổ bể ra đến, liệt diễm cuồn cuộn. Ba viên định hải châu đánh tan kình thiên đao quang, cùng tam tiên lưỡng nhận đao chạm vào nhau. Thanh một tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, Kim Sam đại hán cảm giác cánh tay nhất ma. Ba viên định hải châu thẳng đến hắn mà đến, một bộ muốn đem hắn tạp thành thịt nát dáng vẻ. Kim Sam đại hán tay phải dương lên, một trương kim quang lấp lóe phù triện bắn ra, nên đón tiếp lấy. Một tiếng vang trầm qua đi, kim sắc phù triện vỡ ra, hóa thành một đoàn to lớn kim quang, bao lại phương viên vạn dặm hư không. Ba viên định hải châu chạm đến kim quang, như cùng bị định trụ, không nhúc nhích. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, ba viên định hải châu lập tức lam quang đại phóng, kim quang xuất hiện một đạo đạo nhỏ bé vết rách. Kim Sam đại hán pháp quyết vừa bấm, kình thiên cự nhận lập tức bộc phát ra chướng mắt hồng quang, vô số đạo lăng lệ hồng sắc đao khí bao phủ mà xuất, chém về phía Vương Trường Sinh. Kim sắc tấm chắn vòng quanh Vương Trường Sinh xoay nhanh không ngừng, chặn đánh tới hồng sắc đao khí. Vương Trường Sinh thần thức cảm ứng được, Kim Sam đại hán bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, một cổ cường đại khí tức xuất hiện sau lưng Vương Trường Sinh, ấn lý tới nói, Kim Sam đại hán hẳn phải biết cận thân không làm gì được Vương Trường Sinh, không cần thiết cận thân, trừ phi hắn có cái khác thủ đoạn. Kim Sam đại hán xuất hiện sau lưng Vương Trường Sinh, thần sắc băng lãnh, tay phải dương lên, một trương ngân quang lấp lóe phù triện bay ra, phù triện bên ngoài có nhất cái tiểu đao đồ án, tản mát ra dọa người tiên khí ba động, tam giai tiên phù lục tiên phù. Bọn hắn bốn phía tìm kiếm Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, ngoài ý muốn phát hiện nhất tọa cổ tu sĩ động phủ, này trương lục tiên phù tựu được từ tòa kia cổ tu sĩ động phủ. Đừng nói là Vương Trường Sinh, liền xem như Kim Sam đại hán cũng không dám ngạnh kháng. Vì phòng ngừa Vương Trường Sinh có thủ đoạn khác, hắn cận thân tế ra này phù. Một tiếng vang trầm, lục tiên phù vỡ ra, hóa thành một cái ngân quang lấp lóe trường đao, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Trường đao màu bạc bổ vào kim sắc tấm trắng trên, kim sắc tấm trắng như là đậu hũ, một phân thành hai. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, tế ra càn ngọc thuẫn, ngăn tại thân trước. Trường đao màu bạc kích phía trên càn ngọc thuẫn, truyền ra một tiếng vang trầm, trường đao màu bạc lắc lư một cái, bảo quang lấp lóe không ngừng, tán loạn không thấy, càn ngọc thuẫn bên ngoài thêm ra một đạo nhạt như không thấy vết cắt. Càn ngọc thuẫn thế nhưng là luyện vào hồng mông linh bảo, năng lực phòng ngự so đại đa số thượng phẩm tiên khí còn mạnh hơn. Phòng ngự loại thượng phẩm tiên khí, Kim Sam đại hán ngẩn người. Vương Trường Sinh thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Kim Sam đại hán sau lưng, phải ngón trỏ linh quang phóng đại, thẳng đến Kim Sam đại hán đầu mà đi. Kim Sam đại hán phản ứng cũng rất nhanh, tay phải hóa quyền, nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng vang trầm, Kim Sam đại hán bay rớt ra ngoài, kêu lên một tiếng đau đớn, Vương Trường Sinh rút lui mấy bước. Vương Trường Sinh phục dụng nhị phẩm đạo đan, lực chi pháp tắc chi thụ dài cao không ít, lực lượng tăng cường không ít. Kim Sam đại hán còn chưa rơi xuống đất, ba viên định hải châu đã tránh thoát kim quang ràng buộc, sáng lên chướng mắt lam quang, từ nguyên địa tiêu thất, sau một khắc xuất hiện tại Kim Sam đại hán trước mặt, đánh tới hướng Kim Sam đại hán. Kim Sam đại hán tránh cũng không thể tránh, huy động tam tiên lưỡng nhận đao nghênh đón tiếp lấy. Tam tiên lưỡng nhận đao cùng một khỏa định hải châu chạm vào nhau, truyền ra một tiếng vang trầm, một cổ cường đại cự lực đánh tới, Kim Sam đại hán bay rớt ra ngoài. Hắn còn không có đứng vững thân thể, Vương Trường Sinh đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, phải ngón trỏ thẳng đến Kim Sam đại hán trán mà đi. Chuyện đột nhiên xảy ra, Kim Sam đại hán hoàn toàn tới không kịp tránh đi, đầu bị Vương Trường Sinh phải ngón trỏ đánh trúng, truyền ra một tiếng vang trầm, đầu váng mắt hoa. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, không hổ là đỉnh phong chân linh,
nhục thân mạnh, nhưng hắn vận dụng dung khiếu quyết thi triển một kích này, nhục thân mạnh hơn, thần hồn cũng sẽ thụ thương. Kim Sam đại hán cảm giác có người đi hắn hồn hải ném vào một khối đá lớn, hồn hải truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được, hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, hữu quyền hồng quang đại phóng, Vương Trường Sinh lấy chỉ hóa khí, nghênh đón tiếp lấy, thanh một tiếng, Vương Trường Sinh bay rớt ra ngoài, Kim Sam đại hán thân thể rung rẩy lên, cảm giác lại có một khối đá lớn ném vào hắn hồn hải, hắn còn không có khôi phục thanh tĩnh, một quả to lớn định hải châu đập tới, Kim Sam đại hán thân thể bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt tái nhợt xuống tới, không phải đỉnh phong chân linh, hắn đã chết, hắn còn không có đứng vững thân thể, Vương Trường Sinh xuất hiện lần nữa Kim Sam đại hán sau lưng, phải ngón trỏ lần nữa đánh về phía Kim Sam đại hán, lại là một tiếng kim thiết giao kích trầm đục, Kim Sam đại hán thân thể lần nữa rung rẩy lên, cảm giác lại có một khối đá lớn ném vào hắn hồn hải sắp không chịu nổi, một khỏa định hải châu đập tới, hắn chỉ có thể huy động tam tiên lưỡng nhận đao nghênh đón tiếp lấy, thanh một tiếng, hắn hổ khẩu rung lên. Vương Trường Sinh phải ngón trỏ tách ra một đạo chướng mắt màu đen vòng sáng, chính là thần hồn pháp tắc. Màu đen vòng sáng lướt qua Kim Sam đại hán thân thể, Kim Sam đại hán phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt tái nhợt xuống tới, lại là một tảng đá lớn ném vào hắn hồn hải, lần này, hắn hồn hải vỡ vụn, một bộ muốn tán loạn dáng vẻ, thần hồn đã bị trọng thương, một khỏa định hải châu bay vụt mà đến, đập vào Kim Sam đại hán trên thân, Kim Sam đại hán bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn tinh huyết. Thần sắc uể oải, sắc mặt tái nhợt, Vương Trường Sinh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phía sau hắn, phải ngón trỏ lần nữa đánh vào Kim Sam đại hán trên thân, truyền ra một tiếng kim thiết giao kích trầm đục, Kim Sam đại hán con ngươi co rụt lại, hắn cảm giác lại có một khối đá lớn ném vào hắn hồn hải, lần này, hắn hồn hải trực tiếp tán loạn, thần hồn câu diệt, Kim Sam đại hán thân thể nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống, Vương Trường Sinh sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc, tiên nguyên lực còn thừa không có mấy, đỉnh phong chân linh nhục thân cường đại, lại thêm đại thành pháp tắc, lấy Vương Trường Sinh tu vi hiện tại, diệt đi đối phương vẫn là rất cực lực, lúc trước diệt sát tên kia nắm giữ đạo thuật đỉnh phong chân linh, phòng ngự loại thần hồn tiên khí hư mất phía sau, người kia thần hồn trong nháy mắt bị xóa bỏ, Kim Sam đại hán vừa chết, bảo vật của hắn nhao nhao rớt xuống, Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, thu hồi những bảo vật này, thiêu hủy Kim Sam đại hán thi thể, hướng về Uông Như Yên vị trí bay đi, Uông Như Yên đứng tại một đạo kình thiên cự lãng phía trên. Thanh Nguyệt cầm bày ra tại trước người của nàng, 10 ngón tay của nàng nhanh chóng lướt qua dây đàn, một trận sụp sôi tiếng đàn vang lên, một đạo đạo thanh sắc sóng âm bao phủ mà xuất, những nơi đi qua, mặt băng xuất hiện đại lượng vết rách, nhất mặt linh quang ảm đạm lam sắc tấm chắn vòng quanh Uông Như Yên xoay nhanh không ngừng, lam sắc tấm chắn bên ngoài có hai cái rõ ràng có thể thấy được quyền ảnh, có thể nhìn thấy nhiều đạo liệt ngân, áo trắng đại hán sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy không ngừng, mặt lộ vẻ thống khổ. Áo trắng đại hán phần lưng bạch sắc lông cánh nhẹ nhàng một cái, hướng về nơi xa bay đi. Uông Như Yên sắc mặt lạnh lẽo tiếng đàn càng phát gấp rút, đại lượng đê giai yêu thú trồi lên mặt biển, khí tức hoàn toàn không có. Áo trắng đại hán hét thảm một tiếng, từ trên cao rớt xuống, một đạo đạo thanh sắc sóng âm lướt qua thân thể của hắn, cũng không lo ngại. Thân thể của hắn trọng trọng nện ở nhất tọa hoang đảo trên bờ cát, đập thành một cái hố to. Uông Như Yên tay phải đánh đàn, tay trái hiện lên suốt một trận chói mắt linh quang. Tản mát ra sáu cổ pháp tắc khác nhau ba động, hướng về hư không vỗ, một đầu trải rộng huyền ảo âm phù lam sắc cự chưởng phi bắn mà xuất, chuẩn xác đập vào áo trắng đại hán trên thân, áo trắng đại hán thân thể rơi vào trong bùn, mặt đất bùng nổ, bụi mù tràn ngập, Uông Như Yên hai tay rời đi dây đàn, sắc mặt tái nhợt, trấn hồn khúc quy lực to lớn, bất quá cần phải có đầy đủ thời gian cung nàng đàn tấu, nắm giữ càn không tam chỉ, địch nhân cận thân, Uông Như Yên cũng không sợ, Vương Trường Sinh bay tới. Rơi vào Uông Như Yên bên người, không có sao chứ, Vương Trường Sinh nói, không có việc gì, chính là tiên nguyên lực hao tổn nghiêm trọng, trước tiên phản hồi phường thị, hảo hảo điều dưỡng một cái đi, Uông Như Yên nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, lục soát đi áo trắng đại hán trên người tài vật, đốt rụi thi thể, cùng Uông Như Yên rời khỏi nơi này, nửa ngày sau, bọn hắn trở lại Tử Vân phường thị, xuất phát từ cẩn thận, bọn hắn cải biến dung mạo, bọn hắn vừa tiến vào phường thị, Vương Kiêu cùng Vương Mộng Ly tự tiến lên đón. Đi thôi. Quay về chỗ ở trò chuyện, Vương Trường Sinh nói, trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào nhất tọa màu xanh gác lửng, cắt đi vào một gian mật thất, đã tọa điều tức, Vương Kiêu cùng Vương Mộng Ly canh giữ ở bên ngoài. Thời gian một ngày, trôi qua rất nhanh, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương màu xanh bồ đoàn bên trên, đôi mắt khép hờ, sắc mặt khôi phục hồng nhuận. Một lát sau Vương Trường Sinh mở hai mắt ra, thở dài một ngụm trọc khí. Chuyến này cửu tinh tiên vực chuyến đi.
đụng phải cao thủ thật đúng là không ít, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Vương Trường Sinh tế ra vạn linh đồ, tiến nhập vạn linh đồ, tay phải của hắn một phen, hai cái trữ vật trạc xuất hiện trên tay, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo bạch sắc hào quang cùng một đạo kim sắc hào quang lướt qua phía sau, trên mặt đất nhiều hơn một đống lớn đồ vật, tiên nguyên thạch hơn 100 vạn, hỗn độn thú tinh hạch mấy ngàn khỏa, kim tiên kỳ hỗn độn thú tinh hạch có hơn 300 khỏa, nó trong lục sắc mấy chục khỏa, thất sắc mười mấy khỏa, có hai khỏa biến dị thất sắc tinh hạch, trung phẩm tiên khí 12 kiện, đều là công kích loại, bọn hắn hiển nhiên giết không ít kim tiên tu sĩ, có không ít hộp ngọc, bình ngọc cùng hộp ngọc, nó trong hai cái kim sắc hộp ngọc dán kim sắc phù triện, Vương Trường Sinh vuốt hạ phù triện, mở ra nắp hộp một nhìn, bên trong các có một khỏa kim ngẫu tiên quả, kim ngẫu tiên quả, Vương Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hai người này lại có kim ngẫu tiên quả, nhìn tới bọn hắn có khả năng tu luyện thành đỉnh phong chân linh, cùng kim ngẫu tiên quả có rất lớn quan hệ, kim tiên kỳ hỗn độn thú thi thể vượt qua 100 cổ, thất sắc tựu có hơn 10 cổ, có thể đem ra luyện chế diệt tiên tiễn, còn có không ít luyện chế trung phẩm tiên khí vật liệu, tiên dược số lượng cũng không ít, Vương Trường Sinh cầm lấy nhất cái kim sắc hộp ngọc, mở ra xem, bên trong có một trương thanh quang lấp lóe phù triện bên ngoài trải rộng vô số huyền ảo phù văn, tản mát ra dọa người tiên khí ba động, tam giai tiên phù, Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, hắn nhận không ra đây là cái gì phù triện, đối phương không có sử dụng, đoán chừng là phụ trợ loại phù triện, đi qua cẩn thận kiểm kê, tiên dược hơn 1000 gốc, niên đại tối cao là 2 gốc 600 vạn năm cửu diệp kim dương hoa, niên đại thấp nhất tiên dược là 100 vạn năm thanh hồng thảo, hắn cầm lấy một cái thẻ ngọc màu xanh, thần thức xuyên vào nó trong, không có qua bao lâu, hắn gỡ xuống ngọc giản, cầm lấy một cái ngọc giản khác, xem hết sở hữu ngọc giản nội dung, Vương Trường Sinh có chút thất vọng, không có đạo thuật, cũng không có trân quý đan phương, nhiều cái ngọc giản nâng lên thương nguyên tiên vực, bao quát thương nguyên tiên vực, hai người này rất có thể tới tự thương nguyên tiên vực, một cái ngọc giản nâng lên vạn tuệ tiên phù, này chủng tiên phù có thể để tiên nhân ngộ tính tại trong thời gian ngắn nhanh chóng đề cao, Vương Trường Sinh suy đoán, hai người này có khả năng pháp tắc đại thành, khả năng cùng vạn tuệ tiên phù có quan hệ, hai người này thực lực quá mạnh, vì diệt đi bọn hắn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vận dụng thần hồn pháp tắc, trực tiếp phá hủy bọn hắn thần hồn, không thể nào biết được bọn hắn tu luyện thành đỉnh phong chân linh cùng pháp tắc đại thành nguyên nhân. Có hai khỏa kim ngẫu tiên quả, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tu luyện thành đỉnh phong chân linh tỷ lệ đề cao mạnh, không biết đạo tuế nguyệt hồ có thể đem tiên dược thúc đẩy sinh trưởng đến bao nhiêu năm phần. Tiên khí đã có phẩm giai, uy lực mạnh yếu tự nhiên khác biệt, tuế nguyệt hồ chỉ là hạ phẩm tiên khí, chế tạo ra tạo hóa ngọc lộ khẳng định có hạn chế, bằng không thì thế lực lớn không cần thiết luyện chế cao cấp hơn thời gian tiên khí. Đến nỗi tạo hóa ngọc lộ có thể để tiên dược sinh trưởng đến bao nhiêu năm, Vương Trường Sinh cũng không rõ ràng, này phải đi qua thời gian dài thí nghiệm mới biết được. Hắn thu hồi trên đất đồ vật lui ra vạn linh đồ, đi ra mật thất, tới đến trong sân, Uông Như Yên ngồi tại thạch đình bên trong, Vương Kiêu cùng Vương Mộng Ly đứng ở một bên. Hai người này trên người đồ tốt không ít, trân quý nhất là hai khỏa kim ngẫu tiên quả cùng một trương tam giai tiên phù. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, chúng ta cũng nên trở về, xuất tới thời gian không ngắn. Uông Như Yên nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, đem Vương Kiêu cùng Vương Mộng Ly thu hồi linh thú trạc, bọn hắn đi ra ngoài, tới đến Tử Vân Điện, trong điện có nhiều tòa truyền tống trận, thỉnh thoảng có người truyền tống tới, cũng có người truyền đưa rời đi. Bọn hắn đi đến nhất tòa truyền tống trận phía trên, trả nợ tiên nguyên thạch, thủ vệ đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo chói mắt tiên quang phóng lên tận trời, che mất thân ảnh của bọn hắn. Nhất tòa bị bạch sắc nồng vụ bao phủ lại hoang đảo bốn phía trải rộng vết nứt không gian. Sấm sét vang dội, hòn đảo trung ương, càng không tháp, hồng mông bản cùng nhất ngôn điện phiêu phù ở trên bầu trời, hoàng bào lão giả cùng ngôn nhất nặc ngồi tại một ngọn núi cao đỉnh chóp, đang nói cái gì, hoàng bào lão giả lông mày nhíu lại, nhìn về phía hồng mông bản, thế nào, ngôn nhất nặc tò mò hỏi, có mới đạo thuật xuất hiện, bị ta cảm ứng được, tính toán ra, đây là thứ 27 môn đạo thuật, hoàng bào lão giả mở miệng nói ra, mới đạo thuật bị sáng tạo xuất đến, hắn có thể cảm ứng được. Ghi lại ở hồng mông bản bên trên, hắn chỉ là phụ trách ghi chép, đến nỗi đạo thuật tại trên tay người nào, đây không phải là hắn quan tâm sự tình. Hồng mông bản chỉ là phụ trách ghi chép các loại thiên tài địa bảo, tiên trùng, đạo thuật cũng là hồng mông bản vật ghi chép. Thứ 27 môn đạo thuật, ta nhớ được thứ 26 môn đạo thuật xuất hiện, tại mấy chục triệu năm trước đi. Ngôn Nhất Nặc hiếu kỳ nói, hoàng bào lão giả gật gật đầu, nói, đạo thuật không có dễ dàng như vậy sáng tạo xuất đến, đây coi là mau. Chúng ta lần thứ nhất hiện thế thời điểm, chính có 3 môn đạo thuật, trên triệu năm đều không nhất định xuất hiện một môn mới đạo thuật, chúng ta những năm này ngẫu nhiên lộ diện,
để không ít tiên nhân lấy được cơ duyên, đạo thuật số lượng mới bắt đầu nhiều lên. Muốn ta nói, chúng ta liền nên nhiều hơn hiện thế, nhiều nhường một chút tiên nhân lấy được cơ duyên. Ngôn Nhất Nặc nói, nhìn về phía Càn Khôn Tháp, ba người bọn họ là nhất thể, Càn Khôn Tháp khí linh không nguyện ý hiện thế, bọn hắn cũng không có biện pháp. Hiện thế khoảng cách thời gian dài một điểm tương đối tốt, đốt cháy giai đoạn không phải chuyện gì tốt, nói cho cùng, chúng ta chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng, có thể hay không tu luyện thành đạo tổ, xem bọn hắn cá nhân cơ duyên và năng lực, Hoàng Bào lão giả nói. Ngôn Nhất Nặc gật gật đầu, không nói gì nữa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.